Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 9, bài 6, văn bản 2, vụ cải trang bất thành, trích Sherlock Holmes, Doyle, trang 11 đến trang 17. Đầu tiên là phần chuẩn bị. Thì các em sẽ xem lại phần kiến thức ngữ văn để chúng ta vận dụng để vào đọc hiểu văn bản này. Khi đọc hiểu văn bản truyện trinh thám thì các em cần chú ý nhận diện được tình huống nảy sinh vụ án xuất hiện ở phần đầu của truyện, bám sát các tình tiết của câu chuyện, nhất là những cái chi tiết quan trọng có ý nghĩa bước ngoặt để khám phá ra sự thật, xác định được nhân vật chính, thám tử hoặc là điều tra viên, tìm hiểu những cái hành động, việc làm, lời nói, suy nghĩ, phán đoán của nhân vật này trong quá trình tìm ra chân tướng của sự việc. Phân tích nét đặc sắc về nghệ thuật kể chuyện qua cái việc xây dựng tình huống, lựa chọn ngôi kể, thay đổi điểm nhìn, ngôn ngữ và giọng điệu khi kể. Suy nghĩ về những cái vấn đề có ý nghĩa xã hội, nhân sinh mà truyện đặt ra và liên hệ với cuộc sống ngày nay. Rồi các em đọc trước văn bản vụ cải trang bất thành, tìm hiểu thêm thông tin về nhà văn Arthur Conan Doyle và tác phẩm Sherlock Holmes. Nhan đề của văn bản gợi cho em nghĩ đến điều gì? Như vậy các em sẽ xem lại phần kiến thức ngữ văn để chúng ta vận dụng và đọc hiểu văn bản này. Và các em chú ý một số khi đọc hiểu văn bản thì các em cần chú ý một số cái chi tiết ở trên này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nêu về cái nhan đề vụ cải trang bất thành. Thì nhan đề của văn bản này gợi cho em nghĩ đến nhiều cái khía cạnh khác nhau, nhưng có thể liên quan đến việc thay đổi bản chất hoặc hình dạng một cách không thành công. Nó có thể liên quan đến sự thất bại trong việc thay đổi, cải thiện hoặc là thay đổi một cái gì đó theo ý định ban đầu. Có thể liên quan đến các tình huống hài hước trong cuộc sống hàng ngày hoặc là sự trớ trêu khi mọi chuyện không diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngoài ra nó cũng có thể tạo ra một tình huống bất ngờ hoặc là gây cười khi kế hoạch là hoặc là phong cách thay đổi không thành công. Rồi tiếp theo hai nhỏ thì là phần đọc hiểu, các em sẽ mở sách giáo khoa và chúng ta đọc kỹ văn bản này. Thì văn bản được trích trong Sherlock Holmes tập 1 do Bùi Liên Thảo, Vũ Thu Hà, Vũ Quế Anh dịch, nhà xuất bản Văn Học Hà Nội năm 2016. Tiếp theo, chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi ở giữa văn bản. 1. Những kỹ năng nào của thám tử Holmes đã được thể hiện gián tiếp qua lời nói của chính nhân vật này? Thì những kỹ năng của thám tử hôm được thể hiện đó là quan sát, phân tích, tổng hợp, kết nối thông tin và suy luận logic. Câu 2. Bằng quan sát, hôm đã phát hiện ra điều gì đáng chú ý ở Mary? Thì Mary đã viết gì đó trước khi ra khỏi nhà, khi hôm nhìn thấy găng tay phải của cô ấy bị thủng ở ngón trỏ và bị dính mực. Holmes đã nhận ra điều gì bất thường trong mẫu thông báo? Thì Holmes đã nhận ra mẫu thông báo đều được đánh máy, kể cả chữ ký, không ghi địa chỉ cụ thể mà chỉ ghi ngày tháng. Chi tiết này đã giải thích việc làm nào của thám tử Holmes ở phần 1. Thì chi tiết này đã giải thích cho việc Holmes coi lá thư mà Mary gửi là yếu tố quyết định. Câu 5. Gã đàn ông mà Holmes nhắc đến ở đây là ai? Thì gã đàn ông mà Holmes nhắc đến đó là ông Indiban. Câu 6. Holmes đã vạch trần quỷ kế nào của gã đàn ông? Thì Holmes đã vạch trần quỷ kế của gã đàn ông. Ông Indiban đã lợi dụng sự đồng lõa của vợ cùng tình trạng cận thị nặng của Mary để đóng giả Hotmer Enzo và tán tỉnh cô.
Câu 7, Hôm đã tiếp tục chỉ ra những thủ đoạn nào của Indibank? Thủ đoạn của Indibank đó là chăm sóc cho Mary, hẹn hò và đến ước với cô, yêu cầu cô đặt tay lên thánh kinh để thề sẽ chung thủy mãi mãi và cuối cùng lẫn qua xe ngựa và biến mất. Tiếp theo trả lời câu hỏi cuối bài. 1. Dựa vào phần lược trích ở đầu văn bản vụ cải trang bất thành, hãy xác định tình huống xảy ra vụ án. Thì tình huống nảy sinh vụ án: đến hôm làm lễ ở nhà thờ, Enzo đến đón Mary và mẹ, nhưng vì sợ chật nên để họ ngồi ở trên một chiếc xe ngựa, còn Enzo thì lên một chiếc xe khác. Khi tới nơi thì Enzo đã biến mất. Câu 2, văn bản trên có những nhân vật nào, ai là nhân vật chính, dựa vào đâu có thể xác định được điều đó? Thì văn bản trên có những nhân vật đó là Hôm, Austin, Mary, mẹ Mary và ông Windyban. Nhân vật chính là Hôm và ông Windyban. Thì ở đây chúng ta có thể xác định được điều đó là dựa vào cuộc hội thoại giữa hai người và số lần tên của hai nhân vật xuất hiện. Câu 3, trong văn bản thám tử Hôm đã tìm ra chân tướng của vụ việc như thế nào, qua đó em thấy được những năng lực nào của nhân vật Hôm? Thì thám tử Hôm đã thấy điều đặc biệt trong lá thư mà ông Windyban đã gửi cho thám tử Hôm, qua đó em thấy được những cái năng lực đó là quan sát, kết nối và tổng hợp thông tin, suy luận logic ở nhân vật Hôm. Câu 4, ở cuối văn bản thái độ của Hôm đối với Windyban như thế nào? Thái độ đó cùng với quá trình tìm ra sự thật của Hôm đã cho thấy nhân vật thám tử này là người như thế nào? Thì ở cuối văn bản thái độ của Hôm đối với ông Windyban là rất giận dữ, qua đó cho thấy Hôm là người công bằng, có khát vọng truy tìm sự thật, kiên quyết chống lại cái ác để đấu tranh cho lẽ phải. Câu 5, người kể chuyện trong văn bản trên là ai? Theo em, sự lựa chọn ngôi kể đó có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung câu chuyện và thái độ của tác giả? Thì người kể chuyện trong văn bản trên là Austin. Sự lựa chọn ngôi kể như trên khiến cho nội dung câu chuyện trở nên khách quan, chân thật hơn, đồng thời thái độ tác giả cũng hiện lên rõ nét hơn. Tiếp theo câu 6, nếu là cô Mary thì em rút ra được bài học gì? Nếu là cô Mary thì em rút ra được bài học là không nên nhẹ dạ cả tin, cần phải có sự tìm hiểu kỹ lưỡng khi bắt đầu một mối quan hệ. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 9. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.